Ngày 14 tháng 7, Bộ Y tế đã đưa ra hướng dẫn mới về chẩn đoán và điều trị COVID-19, trong đó điều chỉnh về thời gian điều trị cho bệnh nhân và điều kiện được xuất viện. Kể từ khi có dịch COVID-19, đây là lần thứ 6 Bộ Y tế cập nhật các hướng dẫn điều trị, lần thay thế cho phác đồ trước ban hành từ tháng 4 năm 2021. Trong phác đồ lần 5, Bộ Y tế quy định bệnh nhân đủ điều kiện xuất viện khi điều trị ít nhất 14 ngày, có 2 lần xét nghiệm âm tính, mỗi lần cách nhau 48 đến 72 giờ. Với hướng dẫn mới, Bộ Y tế quy định tiêu chuẩn của bệnh nhân COVID-19 xuất viện có 3 mức độ. Trong đó, ngắn nhất là sau 10 ngày, bệnh nhân không có triệu chứng có thể xuất viện nếu có 2 lần xét nghiệm âm tính liên tiếp, cách nhau tối thiểu 24 giờ hoặc nồng độ virus thấp, xét nghiệm lần cuối trước khi ra viện không quá 24 giờ. Sở dĩ người bệnh dù có kết quả dương tính và ở mức nồng độ virus thấp vẫn có thể ra viện vì khả năng lây virus SARS-CoV-2 ra cộng đồng lúc đó hầu như không có. Các bệnh nhân có triệu chứng lâm sàng sẽ được xuất viện ở ngày thứ 14 hoặc lâu hơn tùy theo tình trạng bệnh cho đến khi đáp ứng đủ 2 điều kiện như nhóm 10 ngày. Bộ Y tế cũng thay đổi hướng dẫn cách theo dõi sau khi xuất viện. Sau khi về nhà, bệnh nhân đo nhiệt độ tại nhà 2 lần trên một ngày. Nếu 2 lần liên tiếp đo nhiệt độ cao hơn 38 độ C hoặc có bất kỳ dấu hiệu sức khỏe bất thường nào, cần báo ngay cho cơ sở y tế để thăm khám và điều trị kịp thời. Khi về nhà, bệnh nhân sẽ tiếp tục lấy mẫu xét nghiệm PCR tại ngày thứ 7 và ngày thứ 14. Sau khi xuất viện, người bệnh có thể sử dụng các sản phẩm có tác dụng hỗ trợ nâng cao sức đề kháng, các loại multivitamin, uống nhiều nước và uống nhiều lần trong ngày để đảm bảo độ ẩm cho hệ thống hô hấp. Cơ sở của hướng dẫn mới này là hơn 80% người bệnh COVID-19 chỉ sốt nhẹ, ho, mệt mỏi, không bị viêm phổi và thường tự hồi phục sau khoảng 1 tuần. Thậm chí có những trường hợp không có biểu hiện triệu chứng lâm sàng nào. Khoảng 20% bệnh nhân có biểu hiện sẽ xuất hiện các triệu chứng trong thời gian từ 7 đến 10 ngày đầu tiên sau khi nhiễm SARS-CoV-2. Một số trường hợp có thể diễn tiến nặng nhanh, do đó, đối với các bệnh nhân có triệu chứng, Bộ Y tế khuyến cáo các cơ sở y tế theo dõi sát trong 10 ngày đầu tiên. Các biểu hiện nặng thường là viêm phổi nặng cần nhập viện, trong đó khoảng 5% cần điều trị bằng các phương pháp hồi sức tích cực với các biểu hiện hô hấp cấp, thở nhanh, khó thở, tím tái, suy hô hấp cấp tiến triển, rối loạn đông máu, tổn thương vi mạch gây huyết khối và tắc mạch, viêm cơ tim, sốc nhiễm trùng, suy chức năng dẫn đến tử vong. Theo dõi hơn 400 trường hợp tái dương tính, Bộ Y tế chưa ghi nhận ca nào lây ra cộng đồng. Do đó, Bộ Y tế cũng hướng dẫn không cần cách ly người tái dương tính, xử lý ổ dịch như trước. Các bệnh nhân tái dương tính tiếp tục cách ly tại nhà tổng là 21 ngày và lấy mẫu xét nghiệm đủ 3 lần vào các ngày thứ 7, 14 và 21 sau khi xuất viện. Sau khi tham khảo hướng dẫn của Tổ chức Y tế Thế giới, CDC Mỹ, Bộ Y tế cũng quyết định giảm thời gian cách ly tập trung hoặc F1 từ 21 ngày xuống còn 14 ngày, đồng thời hướng dẫn các địa phương thí điểm cách ly y tế F1 tại nhà. Những thay đổi này được đưa ra trước bối cảnh số ca nhiễm tăng nhanh tại nhiều địa phương, tạo áp lực rất lớn cho công tác thu dung, điều trị, cách ly người bệnh hiện nay. Nếu bạn thấy video này hữu ích, hãy chia sẻ và hãy ấn subscribe kênh YouTube của Vinmec để cùng cập nhật thêm nhiều video về y tế và kiến thức chăm sóc sức khỏe khác.